Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tuộng Không Hà Nội. Và hôm nay thì có một tin vui cho tất cả các bạn là cho tất cả các bé. Đây là hôm nay đã có rất nhiều mặt nạ. Đây là mặt nạ Tôn Ngộ Không. Đó, phiên bản dành cho trẻ em các bạn ạ. Đây, cái mặt này là thiết kế để cho các bé. Đây sẽ vừa với cả các cái bộ mà Tề Thiên Đại Thánh hoặc là Tôn Ngộ Không dành cho trẻ em mà mình đã giới thiệu đấy. Ok, đây mặt nạ là một mảnh nha các bạn nha. Đấy, mùa đông mà đội cái này thì rất là ấm này. Ok, hàng rất là mượt, lông mượt này, rất mượt các bạn nha. Đó, bây giờ các bạn mua hàng thì nếu mà muốn thay đổi mặt nạ nhựa thành mặt nạ này thì đó, nhắn tin cho chúng tôi. Rồi sẽ hỗ trợ các bạn sở hữu chiếc mặt nạ này. Phần này nó hơi nhỏ nha. Đó, nên là các bé sẽ đội vừa. Mình đội thì cũng được nhưng nó sẽ hơi chật này. Sẽ đội thử cho các bạn xem nhé. Đó, đội nó sẽ hơi chật. Đó, đây nha. Đó, các bé đội là vừa các bạn ạ. Đó, tôi đội thì là hơi chặt một chút. Đó, đó, đây là mặt nạ Tôn Ngộ Không dành cho các bé. Và thêm nữa là có rất nhiều những găng tay loại nhỏ nhá. Đây là găng tay loại nhỏ cho các bé khoảng 5-6 tuổi này. Đó, đây là lớn hơn khoảng 8-9 tuổi này. Đó, 10 tuổi gì đó. Ok, tay mình cũng nhỏ khi đeo vừa cái này đấy. Thử xem nhé. Ok, đây. Đó, đấy, mình đeo vừa cái này các bạn ạ. Đó, bây giờ cái bộ của trẻ con nó cũng có thể gần giống được như bộ của người lớn rồi các bạn ạ. Đó, mặt nạ đây. Kim cô đây. Đó, đeo vào. Đó, cái này còn nó có các cái cúc để bấm này. Đó, với trường hợp các bạn nhỏ thì đeo vào sau chúng ta có thể đóng lại được. Ok, vị có nhu cầu sở hữu đồ Tôn Ngộ Không, đó, mặt nạ dành cho trẻ em, liên hệ với shop chúng tôi, số điện thoại để trên màn hình 0968 646 698. Xin chào.